cho các bạn. Hôm nay mình đến một bài đọc ngắn. Bài đọc này có nội dung khá là hay và chúng mình sẽ cùng thử phân tích xem nó như thế nào nhé. Các bạn nhớ lại tiếp tục là làm trước khi check đáp án nha. Hơn nữa là cái bài này cũng mình cũng phải luyện cả cái kỹ năng đọc nhanh và cố gắng là làm trong cái khoảng thời gian xem là mình chọn đáp án xem là có khớp cái thời gian quy định hay không, có mất quá nhiều thời gian hay không nhé. Bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần câu hỏi là Konobun sade hisaga itai koto wa nanika. Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì? Thì mình sẽ cùng đi đọc cái phần đoạn văn này trước này. Ima no you ni wa akarui mono wa anmari ni sukunaku, kurai mono wa anmari ni oku mieru ga, ryousa wa bekko no barabara dewa nai. Thì ima no you ni wa là trong cái thế giới ngày nay thì những cái mono, những cái điều gọi là sáng sủa hoặc là tươi sáng thì rất là ít này. Còn những cái điều mà tối tăm này, không lối thoát kiểu vậy thì rất là nhiều. Ốc cự mê rự gà, thì cái từ mê rự này nó đi với cả skunak cự và đi với cả ốc cự này. Nên là mình sẽ dịch là trong thế giới ngày nay trông thì có vẻ như là ít những cái điều gọi là sáng sủa và vô cùng nhiều những cái thứ gọi là tối tăm mù mịt. Thế nhưng mà liêu xá vạ là nói đến hai cái danh từ ở đằng trước này này là akarui mono và kurai mono, là cả hai cái thứ đó, những cái điều sáng sủa và những cái điều tối tăm đấy thì nó không phải là tách rời và tách biệt nhau từng thứ một. Jitsubo to mieru taiso o iattari osoretari shite me o tsubutte soko o sareba mo kibō to wa kesete aenai. Ở đây mình bắt gặp là me o tsubutte là nhắm mắt lại này, rồi verb tari 1, verb tari 2, site này. Nếu như mà mình ghét bỏ này, mình lo sợ này, rồi mình nhắm mắt lại với những cái tai sô, với những cái đối tượng mà trông có vẻ là tuyệt vọng ấy, và sô cố sa đề bà và bỏ qua nó rồi đi qua nó, thì nhất định cái site ANI, nhất định bạn sẽ không thể nào gặp được cái sự kỳ vọng này. Ở đây mình thấy ở câu đằng trước người ta nói về akarui mono và kurai mono, vậy câu này người ta lại nói về jetsubo và kibo, vậy là cái kurai mono ở đây nó chính là jetsubo rồi, còn akarui mono ở đây nó chính là kibo rồi. Bài này là dạng so sánh ẩn dụ ấy, khi mà mình thấy người ta đang nói về một thứ xong nó chuyển sang đề tài về một cái thứ khác ấy, thì nhất định là mình phải biết là nó là dạng so sánh, người ta đang so sánh A với B. Thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp nhé. Jetsubo subeki taisho ni wa shikkato jetsubo shi sore o kokufuku suru tame ni douryoku shi tsuzukereba sore ga kibō ni tenka shite yuku no da. Thì cái từ no da đây là giải thích lý do cho cái câu đằng trước này, tại sao người ta nói rằng là nếu như mà mình bỏ qua rồi mình không thèm để ý, rồi mình cứ lo sợ với những cái điều mà rất là tuyệt vọng ấy, thì sẽ không thể nào gặp được những cái kỳ vọng ở phía sau, bởi lẽ rằng là no da. Thì ở đây nó là đối niwa, ở đây là đối với những cái đối tượng mà chúng ta cần phải tuyệt vọng ấy, thì shikkato shitsuboshi thì cứ tuyệt vọng một cách shikkari. Shikkato ở đây nó bằng với lại shikkari, là chúng ta hãy cứ tuyệt vọng với những cái đối tượng mà cần phải tuyệt vọng. Rồi sau đó làm sao? Soreo, sore ở đây nó chính là thay cho cái từ jetsubo ấy, hay là những cái đối tượng mà cần phải jetsubo ấy, thì là để mà có thể phục hồi, cải thiện được những cái tuyệt vọng đó, thì là nếu như mà chúng mình cứ nỗ lực, tiếp tục nỗ lực cố gắng để mà khắc phục những cái điều tuyệt vọng đó, thì là cái điều đó ở đây lại tiếp tục là cái việc mà nỗ lực cố gắng ấy, nó sẽ dẫn tới hoặc là chuyển hóa tới cái kỳ vọng. Vậy ở đây mình lại thấy hai cái sore và sore nó đứng lơ lửng ở giữa câu chưa? Vậy mình sẽ hiểu cái sore này thì thay cho jetsubo rồi, còn cái sore này thì thay cho cái việc là douryoku shi tsuzukereba. Nếu như mà mình nỗ lực cố gắng để vượt qua nó thì nó sẽ được chuyển hóa thành cái kỳ vọng, và đó là cái lý do tại sao mà nếu như mà mình cứ nhắm mắt lại, mình thờ ơ, mình ghét bỏ, rồi mình osore dự, mình lo sợ nó, thì mình sẽ không thể nào mà gặp được những cái kỳ vọng ở phía sau nếu như mà mình không nỗ lực cố gắng, đúng không? Soda, đúng vậy này. Cái sự kỳ vọng ấy thì nó sẽ là jitsuzai shite iru no da. No da đây tiếp tục lại là giải thích lý do cho cái câu đằng trước đấy, cho cái câu mà đen đen ở phía trên này này, thì hai cái câu cuối này nó đều giải thích cho cái câu đó cả. Vậy là mình sẽ hiểu là thêm một cái lý do nữa để khiến cho cái việc là
nếu như mà mình bỏ qua đúng không, những cái thất vọng thì nó sẽ không thể nào gặp được những cái kỳ vọng. Đó là bởi vì rằng là cái sự kỳ vọng ấy nó sẽ digitize, là nó sẽ thực sự là tồn tại ở dưới đáy của cái sono. Đáy của sono là đáy của cái gì ạ? Đáy của Zetsubou no Donoman Nakano, sono don te ni, là nó sẽ thực sự là tồn tại ở dưới đáy tận cùng của cái sự tuyệt vọng, thì nó sẽ là sự kỳ vọng. Vậy đáp án của mình nó là cái gì ạ? Câu số 1 này, Zetsubou ni tachimukatte yukeba sono saki ni kibou ga aru, là nếu như mà mình tachimukatte là mình hướng tới này, hoặc là mình đối mặt với những cái sự tuyệt vọng thì là mình sẽ có những cái kỳ vọng ở phía trước, thì nó chính là cái đáp án nằm ở cái câu đỏ đỏ này này, là nếu như mà mình đô lớp cự si tsuzukereba nó bằng với tachimukatte yukeba. Còn sono saki ni kibou ga aru ấy thì nó chính là nằm ở cái ý là kibou ấy thì nó sẽ zichizai steru, nó sẽ tồn tại ở dưới đáy tận cùng của sự tuyệt vọng. Nên đáp án của mình nó là cái câu số 1. Mình sẽ kết nối cái câu đỏ đỏ này và cái câu ở cuối nữa. Hai cái câu đấy đều là giải thích có cái từ no cho cái câu ở phía trên. Nên đáp án của mình nó chính là cái câu số 1, là kết nối của hai cái ý của câu đó nhá. Câu số 2 là gì ạ? Zetsubou kara me o sorasuto kibou ga miete kuru, thì cái đoạn mà miete kuru này là bị sai rồi. Nó sẽ có là kesete aenai mà, nên đáp án là cái kibou ga miete kuru này là bị sai này. Câu 3 là gì? Zetsubou o kibou ni kaeru hoho o mosaku shinakereba naranai. Mình sẽ phải tìm cái cách thức để mà thay đổi cái tuyệt vọng thành cái kỳ vọng. Thì cái ý này người ta không nói tới rồi nhá. Câu 4 là gì ạ? Zetsubou state te wa kibou ni tadoritsuku koto wa dekinai. Khi mà mình tuyệt vọng ấy, thì là mình sẽ không thể nào đến được sự kỳ vọng. Thì cái này người ta cũng không có nói tới nhá. Nên đáp án của mình nó chỉ có câu số 1 này thôi. Cái bài này nội dung của mình khá là hay. Ý nói rằng là mình nên cố gắng nỗ lực, cho dù là có gặp khó khăn phía trước thì vẫn sẽ nỗ lực cố gắng, và đằng sau đấy chắc chắn nó sẽ có những cái tương lai gọi là tươi sáng đúng không? Rất là mong bài này sẽ có ích cho các bạn và giúp cho các bạn hình thành cái cách phân tích câu và hiểu ý được nhanh nhất có thể nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo.